Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng con máy điều hòa hai ơ, một con đời 2019 các bác nhé, 2019 ạ. Đâu rồi, đây các bác này, hai ơ đời 2019 siêu hiếm. Con này em để số 22, chung một đời cao chót vót, chả có gì phải suy nghĩ rồi ạ. Đi kèm điều khiển đa năng. Trong dàn lạnh các bác nhé, dàn lạnh của hai ơ rất là đẹp, màu khôn xanh rất là đẹp, ống đồng đỏ au luôn bên trong. Năm nay thì cái là giá cả của máy rất là hợp lý, không có đối với các máy trung bình này, vẫn là giá 3,6 triệu, không có giá thay đổi nhiều các bạn. Còn cái con này thì em bán là 4,5 triệu nhé. Đời 2019 số 22 em bán 4,5 triệu, còn trung bình các con khác thì vẫn 3,6 triệu thôi. Con này đời cao thì đương nhiên đắt hơn rồi. Nếu các bạn nào thích đời cao thì các bạn liên hệ, đi kèm điều khiển đa năng. Điều khiển này thì cũng full tính năng trên máy thôi. Máy có 3 chức năng làm lạnh, hút ẩm và quạt gió, không có sưởi ấm đâu ạ, sưởi ấm phải lấy dòng khác. Con này đời 2019 thôi nhé, được chờ các bác lấy thôi. Giá 4,5 triệu, chào các bác.